Vì sao liệu trình điều trị nám mà mãi không thấy hết? Thứ nhất, đó là chúng ta dùng kem chống nắng quá ít. Nhiều người dùng kem chống nắng, một tuýp kem chống nắng mà dùng có một xíu, cho nên là nửa năm mà chưa hết một tuýp. Thường á, một tuýp kem chống nắng mà chúng ta tiết kiệm nhất á, thì nó cũng rơi vào khoảng 2 đến 3 tháng. À, nếu mà dùng đúng á, dùng dùng đủ á, thì chúng ta chỉ một tuýp kem chống nắng nó chỉ dùng được là 30 đến 45 ngày thôi. Cái nguyên nhân thứ hai mà mọi người bill ra để điều trị nám á, tuy nhiên là bill quá mạnh để cho nám tróc từng mảng ấy, cho nên là nám có thể là dễ bị nặng hơn, bị tăng sắc tố sau khi quá trình bill đó. Và cái thứ ba đó là rất là nhiều người dùng khẩu trang y tế để che nắng, để đỡ nám. Mọi người nhìn thấy nhé, khi mà mình dùng khẩu trang y tế á, thì nó hở rất là nhiều. Cái vùng mà hay bị nám nhất đó là cái vùng đuôi mắt và vùng dưới mắt này thì nó lại hở. Cho nên là để mà sử dụng khẩu trang á, thì chúng ta nên lựa chọn những khẩu trang chống nắng. Bởi vì khẩu trang chống nắng á, thì nó sẽ có một cái lớp nó che lên đây. Và cái khẩu trang y tế á, thì khả năng chống tia UV của nó rất là thấp. Còn khẩu trang chống nắng, để mà có tác dụng khẩu trang chống nắng thực sự á, thì nó phải có UVF 40 đến 50 cộng trở lên thì nó mới hợp lý. Vậy là chúng ta hãy coi lại ba cái điểm đấy để chúng ta có thể để điều trị được đỡ nám nhé.